Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm VOIZ và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Voice, lắng nghe mọi lúc, bên bạn mọi nơi. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Mời các bạn lắng nghe quyển sách Hùng khí hoàng mỹ. Tác giả Keigo Higashino. Bản dịch của Vũ Bích Lệ Thủy thuộc Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam. Đơn vị ủy thác bản quyền Kobunsha thông qua Japan Uni Agency và Squirrel Rice Agency SCC. Giọng đọc Thái Hòa. Bản quyền 1987-1990, Keigo Higashino. Từng là những vận động viên thể thao đã chạm đến đỉnh vinh quang như Anjo Takuma, Niwa Junya, Hirura Yusuke và Sakura Soko lại cùng nhau chia sẻ một phần quá khứ đáng chôn vùi. Để bảo vệ tương lai của họ, một vụ sát hại đã xảy ra với người biết rõ điều bí mật, cùng mọi dữ liệu liên quan bị tiêu hủy. Kế hoạch tưởng chừng đã êm xuôi và mọi chuyện sẽ mãi mãi chìm vào tro bụi. Như một cái bóng xinh đẹp và tàn bạo, như con nhện độc Tarantula đang lẫn lút qua các ngõ ngách thành phố, lần lượt tìm đến từng người, báo oán. Dồn dập, kinh hoàng, gói ghém những sự thật sửng sốt, một kiệt tác đầy chất hành động của bậc thầy truyện trinh thám. Phần 1. Các ngón tay ngăm đen của cô gái nắm chặt thanh đòn đang được đặt song song với hai vai. Cô ngồi trên ghế, duỗi thẳng lưng, hít thở sâu 3 lần. Đến lần thứ 3, khi nhịp thở chưa dứt, cô căng cơ bắp toàn thân. Cùng lúc đó, một âm thanh như tiếng thú gầm vang ra từ sâu trong cổ họng cô. Tiếp sau đó, cô nâng cao hai cánh tay cuộn cuộn cơ bắp và ánh lên một màu đen bóng. Mặt cô nhăn lại, có phần như đang đau đớn, lại có phần như đang tận hưởng một khoái cảm. Cô hạ thanh đòn xuống, làm lại một lần nữa thao tác như trên. Lần này cô thở nhẹ hơn, mồ hôi rịn ra trên các bắp thịt đang co giãn một cách nhịp nhàng. Khi cô nâng hạ thanh đòn hơn 10 lần thì động tác bắt đầu hơi loạn nhịp. Nhưng cuối cùng cô cũng đã lặp đi lặp lại thao tác này được những 12 lần. Tốt lắm. Người đàn ông ngồi bên cạnh cô gái lên tiếng. Ông ta không nhìn cô mà nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Máy tính này đang kết nối với máy đỡ thanh đòn mà cô gái vừa nâng. Lần này cả lực và tốc độ của em đều tăng. Ngày mai ta sẽ nâng mức tạ lên. Được khen, cô gái nở nụ cười vui sướng. Căn phòng tối mờ. Không, gọi là căn phòng thì cũng không đúng lắm. Nơi đây có diện tích tận hơn 100 m² và để đầy các loại máy móc luyện thể hình. Nào, sang bài khác. Nghe người đàn ông nói, cô gái đứng lên, đến bên cạnh máy luyện cơ đùi, tức là máy đạp đùi. Cô gái ngồi xuống ghế, giơ hai chân về phía trước, lòng bàn chân đạp vào bàn đạp, đạp mạnh. Sau khi thấy cô gái đã ngồi lên máy tập, người đàn ông mới thao tác trên máy tính. Hai chân cô gái gập lại do một lực đẩy bằng hơi. Nhưng có vẻ như lực này không thấm vào đâu đối với cô. Cô hé miệng, dồn sức vào cơ bắp và duỗi thẳng đôi chân dài ra một cách dễ dàng. Sau đó, cô lại co chân và lặp lại động tác tương tự. Bài tập này cô cũng thực hiện được 12 lần. Cô gái tiếp tục tập qua hết máy này đến máy khác. Cơ bắp hoạt động không ngừng, mồ hôi tuôn ra. Trong phòng có gắn điều hòa, nhưng vẫn rất nóng nực. Sau khi tập xong tất cả các máy, cô gái quay về phía người đàn ông. Cô ưỡn ngực, giơ cao hai tay, chổng cây chuối, rồi uốn cong người, hạ chân xuống đỉnh đầu.
Khi hai chân chạm vào sàn, cô từ từ nâng người lên. Động tác của cô dẻo như động vật nhuyễn thể, chính xác như người máy. Tuyệt lắm. Người đàn ông chuyển hướng nhìn từ máy tính sang cô gái. Mọi thứ đều tiến triển thuận lợi, trên cả mong đợi. Hoàn hảo. Cô gái uốn cong người ra sau một chút, lợi dụng phản lực đó, uốn dẻo tay chân, thực hiện màn nhào lộn mà không hề gây ra một tiếng động, trông như một thước phim quay chậm. Cơ thể ngăm đen lộn khoảng 2 vòng rồi dừng ngay trước mặt người đàn ông. Cô gái quỳ xuống, người đàn ông đứng lên trước cô. Dẫu vậy, mặt hai người vẫn ở vị trí khá gần nhau. Người đàn ông vòng tay qua cổ cô gái, cô gái cũng vòng cánh tay dài của mình qua lưng người đàn ông. Công sức của chúng ta, của em cũng sắp gặt hái được thành quả rồi. Người đàn ông thì thầm bên tai cô gái. Cuộc sống trong bóng tối này sẽ kết thúc. Em sẽ được bước ra ánh sáng và sẽ thay đổi cả thế giới này. Chắc sẽ có vài trở ngại, nhưng mọi việc sẽ ổn hết thôi. Ta sẽ giải quyết được hết. Đây cũng là cách duy nhất mà ta có thể đáp trả lại tình cảm của em, người đã dâng hiến tất cả cho ta. Cô gái nhắm mắt lại, môi người đàn ông tiến lại gần môi cô. Đúng lúc đó, có tiếng thiết bị điện tử vang lên. Người đàn ông khựng lại, cô gái mở mắt ra. Hình như có khách, kẻ nào đến vào giờ này chứ? Người đàn ông quay người, đi về chỗ ban đầu. Ông ta điều khiển máy móc trên bàn. Lập tức, màn hình chiếu dữ liệu của các máy tập cơ khi nãy trở thành màn hình nhận tín hiệu từ camera quan sát. Màn hình hiện lên cảnh ngoài vườn. Khi người đàn ông điều khiển thêm thì camera bắt đầu di chuyển. Ngay sau đó, màn hình hiện lên hình người, mà không chỉ là một. Cả đám ư? Người đàn ông cong môi, có vẻ như sự xuất hiện của đám người này không có gì bất ngờ đối với ông ta. Để ta ra ngoài đón tiếp nhé, kẻo người ta lại nói mình bất lịch sự với khách tới chơi. Người đàn ông với tay lấy chìa khóa trên bàn, đi về phía cửa. Cô gái vẫn quỳ gối trên thảm. Ta sẽ quay lại liền thôi. Người đàn ông nói rồi mở cửa đi ra ngoài. Đó là một cánh cửa bằng kim loại rắn chắc. Ông ta cố gắng không gây tiếng động khi mở cửa. Sau đó, ông ta đóng cửa rồi khóa lại. Hết phần 1. Phần 2. Khi băng qua vườn, bản năng của Yosuke mách bảo mình đang bị ai đó nhìn theo. Anh nghĩ bụng, đối phương là ông ta thì chuyện gắn camera cũng không có gì ngạc nhiên. Sau khi tới gần tòa nhà, anh nhanh chóng nhìn khắp xung quanh, nhưng anh không nhìn thấy vật gì trông giống như camera cả. Sao vậy? Soko khe khẽ hỏi. Yosuke lắc đầu. Không, không có gì. Lúc này có nói chuyện máy camera thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Giờ đã không còn đường lui. Vào trận thôi, chuẩn bị tinh thần xong hết rồi chứ? Junya lên tiếng. Đợi đến khi Yosuke và Soko đều gật đầu, anh vỗ vai hai người còn lại. Takuma, nhờ vào anh cả đó. Takuma không đáp lại tiếng nào, quay thân người to lớn vào tường, ngồi chồm hổm xuống. Junya leo lên vai rồi quàng hai chân qua cổ Takuma. Takuma chống hai tay vào tường, đứng dậy. Có vẻ như cân nặng của Junya không là gì đối với Takuma. Đôi chân anh ta không mảy may run một chút nào. Rồi, tiếp. Ngồi trên vai Takuma, Junya lên tiếng. Nghe vậy, Yosuke lại đứng tựa lưng vào Takuma, đan hai tay thật chặt, đặt ngay trước hông. Soko, lên đi. Soko lùi lại. Sau vài bước lấy đà nhẹ nhàng, cô hướng thẳng về phía Yosuke. Tại chỗ cách Yosuke chừng 1-2 mét, Soko bỗng dưng biến đâu mất trong khoảnh khắc. Ngay sau đó, chân cô đã đạp lên tay Yosuke. Yosuke không bỏ lỡ giây phút này. Anh dùng hết sức để Soko lên cao. Soko bay bổng lên không, lộn nhào một vòng rồi đứng lên vai Junya. Thành công rồi. Ngay cạnh chỗ Soko đứng là ban công. Cô thoăn thoắt leo lên như chú khỉ.
Yusuke nhìn theo và ném dây thừng lên ngay sau khi thấy Soko đã vào được ban công. Đúng là người giữ quyền tuyển thủ thế giới có khác. Junya bước xuống khỏi vai Takuma. Phải chi môn thể dục dụng cụ nữ mà có mục ăn trộm thì cô nàng dinh huy chương vàng rồi nhỉ. Phi vụ vẫn chưa hoàn thành đâu. Nói xong, Yusuke đu người lên dây thừng. Trên sợi dây đã có sẵn các nút thắt để đặt chân, nên việc leo lên cũng không khó mấy. Đúng như bọn mình nghĩ, cửa khóa rồi. Soko nói và chỉ tay vào cửa kính được đóng khung nhôm. Biết trước thế nào cũng vậy. Yusuke lấy đồ nghề trong túi đeo ngang hông ra. Đầu tiên, anh dùng dao khứa một vòng tròn có đường kính khoảng chừng 20cm lên kính ở vị trí kế bên khóa cửa. Kế tiếp, anh dán băng keo lên vị trí đã vẽ, dùng búa nhựa gõ vào đó. Bằng cách này, kính chỉ bị vỡ trong phạm vi vòng tròn đã khứa. Những mảnh vỡ dính vào băng keo nên hầu như không rớt xuống sàn. Thêm vào đó, phòng bên trong được trải thảm nên nếu có vài mảnh nhỏ rơi rớt xuống thì cũng không gây ra tiếng động lớn. Thận trọng gỡ băng keo xong, Yusuke thò tay qua lỗ hở, gỡ chốt cửa, mở cửa kính chui qua rèm, đột nhập vào bên trong. Xuống mở khóa cổng để hai người bên dưới còn vào được đấy. Sau khi đột nhập vào phòng, tiếp theo sau Yusuke, Soko mở cửa phòng đi xuống. Yusuke bật công tắc đèn pin, soi phòng. Trong phòng có một kệ sách làm bằng thép chứa cả núi sách. Bên cạnh còn có một cái tủ. Khác với phía bên ngoài tòa nhà, trong phòng không có một thứ đồ gì trang trí. Phòng này hoàn toàn chỉ là nơi dùng để chứa tài liệu. Làm sao mà tìm ra nó trong cái đống này đây? Yusuke chán nản xuống tinh thần. Anh nghĩ phi vụ này giống như tìm kiếm cây kim từ đống rơm rạ, mà có khi đống rơm rạ không chỉ nằm ở mỗi phòng này. Sao rồi? Yusuke chợt tỉnh trí khi nghe tiếng gọi từ đằng sau. Anh quay lại thì thấy Junya cúi đầu xuống, trông có vẻ lo lắng. Bên cạnh Junya là Soko, đằng sau là Takuma. Nhìn này, Yusuke chiếu đèn pin quanh phòng. Mọi người có nghĩ có thể tìm ra nó trong đống này không? Mà lại chỉ trong đêm nay. Cả ba người dường như đã hiểu ra ý của Yusuke. Tất cả cùng im lặng, đứng ngây ra một lúc. Nhưng cũng phải làm thôi. Cuối cùng, Takuma là người đầu tiên lên tiếng. Không tìm ra thì đi đòi cả đám. Takuma nói bằng một giọng trầm không có chút ngữ điệu. Nhưng câu nói này hết sức thuyết phục hơn bất cứ lời thoại giàu cảm xúc nào. Ừ, đành phải làm thôi. Junya nói. Cũng không còn cách khác, tìm thôi. Soko đến gần tủ đựng đồ ở đằng trước. Đó là một cái tủ có hơn 10 ngăn kéo để hồ sơ. Khi cô mở ngăn kéo trên cùng thì những người đàn ông còn lại cũng bắt đầu vào cuộc. Takuma và Junya đi về phía kệ sách. Yusuke thì lo tìm kiếm ở bàn làm việc. Chiếc bàn này không làm bằng chất liệu gỗ cao cấp gì mà bằng thép, phục vụ cho mục đích sử dụng là chính. Trên bàn có máy tính và các máy móc liên quan đến nó. Đúng là chỉ có mỗi cách lao vào tìm kiếm thôi. Yusuke vừa nghĩ vậy, vừa tìm kiếm. Khi anh vừa mở ngăn kéo trước mặt thì đột nhiên căn phòng sáng lên. Trò ăn trộm kết thúc tại đây là được rồi đó. Yusuke giật mình nhìn về phía giọng nói. Đứng ngay cửa là một người đàn ông nhỏ thó. Đầu người này không lấy một cọng tóc. Thay vào đó, dưới mũi ông ta là một chòm râu trắng. Trên khuôn mặt gầy guộc là vô số nếp nhăn. Đôi mắt nhỏ của ông ta như lặn vào trong các nếp nhăn đó. Tránh xa những tài liệu quan trọng của ta ra. Đối với các người thì chúng chỉ là đám giấy lộn. Nhưng đối với ta, tất cả giấy tờ đó đều là kỷ vật. Người đàn ông nhỏ con rút trong túi áo khoác ra một khẩu súng lục. Cả bốn người đều biết rằng người như ông ta thì không chỉ dùng súng để uy hiếp, mà có bắn thật cũng không có gì lạ. Đầu tiên, Junya giơ tay lên và tránh ra khỏi kệ sách. Tiếp đến, Takuma cũng hành động tương tự. Cả Yusuke và Soko cũng làm theo. Tốt, bỏ cuộc là đúng đắn đó. Biết thừa nhận thua cuộc đúng lúc cũng là đức tính quan trọng của những vận động viên như các người đúng không?
ông tính làm gì chúng tôi? Junya hỏi. Người đàn ông nhếch mép cười, các nếp nhăn trên khuôn mặt ông ta cũng biến dạng theo. Hỏi hay lắm, để ta suy nghĩ xem. Ta có thể tống các cô các cậu cho cảnh sát, nhưng cách này chẳng thú vị chút nào. Ta cũng không muốn bị đám cảnh sát bất tài tra vấn đủ thứ chuyện. Hay là ta gửi thông tin đến các hiệp hội thể thao nhỉ? Bọn họ mà biết các tuyển thủ mà họ đang tự hào hành động như kẻ trộm cắp thì sẽ phản ứng thế nào đây? Chủ tịch hiệp hội điền kinh chỗ hai cậu Niwa và Hira cũng khá cao tuổi rồi, nên sẽ lên cơn đau tim mất. Ông biết nếu làm vậy thì sẽ ra sao không? Yusuke nói. Khi đó chúng tôi sẽ bị dồn hỏi lý do tại sao lại lẻn vào nhà này. Chúng tôi mà nói ra sự thật thì ông cũng gặp rắc rối thôi. Vấn đề là các cô các cậu có dám nói sự thật không? Người đàn ông nhỏ thó vừa cười vừa nói. Những thứ các cô các cậu có được nhờ cơ thể đó gắn liền với cuộc đời của các cậu. Ta chắc rằng các cậu không dễ dàng từ bỏ chúng đâu. Không cần chúng tôi nói ra thì trước sau gì chân tướng sự việc cũng bại lộ thôi. Các cơ quan đã bắt đầu hành động rồi. Hình như cô đang nói đến chuyện Ogasawara tự sát hôm trước phải không? Người đàn ông nhìn về phía Soko, hơi nhăn mặt. Cậu ta quá yếu ớt, cả về thể xác lẫn tinh thần, là một phép tính lỗi của ta. Anh ấy bình thường, không có lỗi gì cả. Cậu ta là người yếu đuối. Tóm lại, chuyện cậu ta tự sát nằm ngoài dự tính của ta và của các người nữa. Vì chuyện ấy nên các người đã lẻn vào đây đúng không? Chỉ cần ông trả lại dữ liệu thì chúng tôi sẽ rời khỏi đây. Junya bước lên trước một bước, nhưng người đàn ông đã chĩa súng vào anh để khống chế. Ta đã nói rồi, tất cả những gì có ở đây đều là kỷ vật của ta. Ta không thể trao nó cho các cậu. Cơ quan điều tra đến cưỡng chế lục soát thì ông tính thế nào? Yusuke nói. Người đàn ông gật đầu hai ba lần. Đó là điều các cậu đang sợ đúng không? Ông cũng sợ điều đó mà. Ta ư? Người đàn ông vẫn cầm chặt súng trên tay, tựa vào tường. Ta khác. Nói đúng hơn là bây giờ thì khác rồi. Khác gì chứ? Ta cảm thấy sắp đến thời điểm để công bố thành tựu của mình. Đó cũng là để cho đám người kỳ thị ta mở mắt ra. Ông nghĩ ông sẽ được yên thân khi làm vậy sao? Chắc sẽ bị phê phán ít nhiều, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức đó thôi. Bản thân ta chẳng mất mát gì cả, vì ta đâu có giành được huy chương hay vinh quang gì như các người. Thì ra là vậy. Junya nhăn mặt, nhìn người đàn ông bằng ánh mắt thù hận. Ông đã định như vậy ngay từ đầu. Ông đã tìm thời cơ để phá tanh bành mọi thứ đúng không? Và ông đã lợi dụng chúng tôi để làm việc đó. Sao lại gieo tiếng xấu là ta đã lợi dụng chứ? Các cậu cũng có được giấc mơ đẹp đấy thôi. Này, đừng tự ý cử động nhé, Anjo. Bị cậu tới gần thì có cầm súng trong tay ta cũng bất an đó. Người đàn ông nhỏ thó cảnh báo Takuma, vì trong lúc không ai để ý, Takuma đã bước lên trước khá nhiều. Có vẻ như anh ta tính tìm sơ hở để nhào về phía người đàn ông. Thôi, nói chuyện như vậy là đủ rồi. Mời các cậu ra khỏi đây. Người đàn ông vung tay cầm súng sang ngang, hất cằm về hướng cửa. Soko bước ra trước, Takuma bước ra theo. Tiếp đến, Yusuke và Junya cũng lần lượt ra khỏi phòng. Trước cửa là một hành lang, từ đó có thể nhìn xuống sảnh tầng 1. Trên trần nhà có treo một bộ đèn chùm pha lê khổng lồ. Ngay phía trên hành lang là cầu thang đi xuống. Đan hai bàn tay lại, đặt ra sau đầu, từ từ đi xuống. Người đàn ông ra lệnh, bốn người bước xuống cầu thang. Người đàn ông đi theo sau cùng. Yusuke nhìn khắp sảnh, có vẻ như người đàn ông nhỏ con này mê đồ cổ. Các vật dụng xung quanh đều sực mùi cổ điển. Đồng hồ treo tường là loại đồng hồ quả lắc, có chiều dài gần 2 mét.
Giữa sảnh có cả một lò sưởi đốt củi. Trên tường có treo một số bức tranh trông đầy ẩn ý, được đóng khung. Sảnh này trông khác 180 độ so với phòng khách khi nãy. Được rồi, đứng lại. Người đàn ông nói vậy, rồi đến gần chiếc bàn giấy có niên đại khá lâu, mở ngăn kéo có gắn tay cầm trang trí, lấy ra từ đó một cuộn băng keo. Sakura, dùng cái này quấn tay các bạn cô lại cho ta. Quấn chặt không để lỏng nhé. Người đàn ông lăn cuộn băng keo về phía Soko. Soko lưỡng lự trong chốc lát, nhưng cũng đành bỏ ý định chống đối, nhặt cuộn băng keo lên. Vòng hai tay chúng ra sau, cột cổ tay lại. Với Anjo thì cột cả hai cổ chân lại luôn. Ta cũng không muốn làm vậy, nhưng không trói chặt cái xe tăng hạng nặng đó thì ta bất an lắm. Soko làm theo chỉ thị của người đàn ông, quấn băng keo quanh cổ tay của các đồng đội. Yusuke nhận ra Soko cố tình quấn lỏng để họ có thể cử động một chút, nhưng băng keo mà quấn nhiều lớp thì rốt cuộc tay họ cũng không nhúc nhích được. Người đàn ông nhỏ con vừa giám sát vừa cầm điện thoại không dây lên. Nửa đêm thế này mà gọi điện ư? Junya hậm hực nói. Người đàn ông nhỏ con nhướng mày. Nửa đêm thế này mới căng thẳng chứ. Các ông các bà ở hiệp hội mới biết ta không nói đùa. Bắt đầu từ môn cử tạ nhé Anjo. Là nhà cậu đó. Như thể đã thuộc lòng số điện thoại, người đàn ông không cần nhìn, dùng một tay nhấn số. Khi đó Takuma đang trong trạng thái bị quấn băng keo cả hai tay hai chân, cũng khó khăn lẩm bẩm. Tất cả lui xuống một bước đi. Yusuke ngơ ngác nhìn Takuma. Takuma lặp lại, sắc mặt không thay đổi. Lùi xuống. Yusuke làm theo. Junya và Soko cũng vậy. Người đàn ông đang nhấn nút điện thoại nhận ra sự việc, nhìn họ. Các người làm gì đó? Ngay lúc đó, thân hình to lớn của Takuma quay một vòng, rồi đột nhiên thụp xuống. Anh ngồi chồm hổm, dùng hai tay bị vòng ra phía sau lưng, nhấc mép tấm thảm lên, giật mạnh về phía trước. Chân đèn đặt trên thảm đổ xuống, chiếc bàn giấy cũng trượt đi khá xa. Người đàn ông nhỏ con bị mất thăng bằng, ngã ngửa. Không bỏ qua cơ hội này, Yusuke tông mạnh vào người đàn ông khi ông ta đang cố đứng dậy. Người đàn ông ngã lần nữa. Cùng lúc đó, Junya cũng hành động. Vừa thấy người đàn ông làm rơi súng, anh ta đã nó bay đi trong chớp mắt. Không những vậy, anh còn tính đá người đàn ông thêm một cước. Nhưng ngay sau đó, Junya nhăn mặt, khuỵu xuống. Junya! Yusuke la lên, nhưng sau đó chính bản thân anh ta cũng chịu một tấn công khủng khiếp ở ngay lưng. Người anh tê liệt, như thể toàn thân đã bị rút hết sức. Người đàn ông nhỏ con nhanh chóng đứng dậy. Tất cả đứng yên! Người đàn ông la lên, trong tay ông ta nắm chặt một chiếc máy nhỏ màu đen. Yusuke có ký ức về nó, là dùi cui điện, thứ làm tê liệt đối phương bằng cách gây sốc điện. Người đàn ông đã giấu nó trong túi áo khoác. Lơ là một chút là không xong nhỉ. Các người dù gì cũng không phải là hạng người bình thường. Trói chân Anjo lại là đúng lắm. Takuma ngã xuống trong tư thế tay nắm thảm. Không đứng lên nổi, anh ta nhìn người đàn ông nhỏ con bằng ánh mắt thù hận. Người đàn ông giơ tay lên như thể muốn lau miệng, nhưng ông ta lại lấy đồ chặn giấy bằng đồng hình con chim trên bàn đập đầu Junya khi anh ta đang đứng dậy. Junya rên lên một tiếng và ngã xuống lần nữa. Tiếp theo, người đàn ông cũng đập một phát vào vai Yusuke. Quá đau đớn, Yusuke không rên nổi một tiếng nào. Nhưng ngay lúc đó, bỏ vũ khí xuống. Một giọng nói đanh thép vang lên. Soko đứng đó, cầm súng bằng hai tay. Người đàn ông thoáng chút căng thẳng, nhưng mau chóng lấy lại nụ cười danh ma. Cái đó không phải đồ chơi đâu cô gái. Nào, trả lại ta đi. Ông không nghe tôi nói à? Quăng vũ khí đi. Soko điên cuồng la lên. Người đàn ông chỉ quăng mỗi đồ chặn giấy. Tay phải vẫn cầm dùi cui điện, tay trái thì đưa ra trước. Ông ta tiến về phía Soko. Cô chưa bắn súng lần nào đúng không? Tư thế cô thế kia thì đạn bay vào chỗ nào cũng không biết đâu. Không may, sẽ bắn trúng bạn cô đó.
Đứng lại đây, ông mà lại gần nữa là tôi bắn đó. Tay cầm súng của Soko run lên đến mức Yusuke cũng nhận ra. Trông cô không giống người có thể bóp cò chút nào. Người đàn ông cũng nhận ra điều đó nên đã tiến đến gần hơn nữa. Ngoan ngoãn đưa lại súng cho ta nào. Người đàn ông đã vươn tay ra ngay trước súng. Soko không bắn được, toàn thân cô cứng đờ ra. Đừng đưa hắn. Takuma la lên khi người đàn ông quay qua nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy căm tức. Thì Yusuke đứng dậy, xoạc thẳng vào chân ông ta. Người đàn ông ngã xuống sàn, làm rớt rủi cúi điện. Khi ông ta đang tính nhặt, thì Yusuke đá một phát từ dưới lên. Bàn chân anh ta trúng thẳng vào cằm người đàn ông. Ông ta ngã ngửa, miệng chảy máu. Khốn! Người đàn ông xông tới chỗ Soko, mặt hầm hầm. Đừng lại gần! Đưa súng đây! Khi người đàn ông cố cướp lại súng, thì một tiếng súng vang lên chát chúa. Thân thể ông ta bật lên như nhảy, rồi ngã gục xuống sàn. Vai ông ta chảy máu, viên đạn đã bay trúng chỗ đó. Soko run rẩy hơn cả lúc nãy. Người đàn ông đưa tay chặn máu trên vai, đứng dậy, mặt đầy phẫn nộ. Ông ta lại lao đến chỗ Soko. Soko nhắm mắt, bóp cò lần nữa. Miệng súng tóe lửa, cơ thể người đàn ông bay về phía sau. Đầu đạn đã ghim thẳng vào ngực ông ta. Người đàn ông co giật một lát, rồi hoàn toàn không cử động nữa. Sự yên tĩnh bao trùm khắp không gian trong vài giây. Lúc này chỉ nghe thấy tiếng thở không đều nhịp. Yusuke không rõ đó là tiếng thở của ai. Cũng có khả năng là tiếng thở của chính anh. Hả? Hả? Sau khi nhận ra mình đã làm gì, Soko buông súng, ngồi bệt xuống tại chỗ. Mặt cô trắng bệch ra như thạch cao. Soko, gỡ băng keo ra giùm đi. Takuma nhỏ nhẹ nói. Soko, nhanh lên. Soko từ từ quay qua, người vẫn run rẩy từng chập. Cô khập khiễng đứng dậy như con búp bê lên dây cót. Đầu gối cô run bần bật, đi lại trông rất khó khăn. Ngón tay cô cử động không tốt nên mất khá nhiều thời gian để gỡ băng keo cho Takuma. Sau khi gỡ xong, Soko ngồi bệt xuống, bất động như thể đã sức cùng lực kiệt. Takuma đành gỡ băng keo cho cả Yusuke và Junya. Đến lúc này thì Junya tỉnh lại. Đã có chuyện gì vậy? Không ai trả lời câu hỏi này. Nhưng khi nhìn thấy người đàn ông nhỏ con nằm đó và dáng vẻ Soko, thì anh hiểu hết những gì đã xảy ra. Anh không hỏi thêm gì nữa. Tạm thời, Yusuke lên tiếng. Tạm thời chúng ta lo làm chuyện cần làm đã, thi thể ông ta tính sau. Tôi cũng nghĩ vậy, Takuma đồng ý. Chúng ta cần hoàn thành cho xong mục đích đến đây đã. Nào, quay lại tầng 2 thôi. Junya lên cầu thang trước. Có vẻ như chỗ bị đập khi nãy vẫn còn đau. Anh vừa ấn vào sau ót vừa xoay cổ. Takuma đi theo sau Junya. Yusuke quay sang nhìn Soko. Cô vẫn đang ngồi bệt dưới sàn, tâm trí chưa hồi lại. Đi thôi. Yusuke đưa tay về phía Soko. Soko nhìn chằm chằm vào tay anh. Một hồi sau, cô mới nắm lấy. Cô đứng dậy liêu xiêu, không chút sức lực, như một bệnh nhân đang phát sốt. Em đã giết người. Đừng nghĩ ngợi nhiều. Đó là việc bất đắc dĩ thôi. Yusuke kéo tay Soko bước lên cầu thang. Sau đó, bốn người đã tìm kiếm liên tục trong khoảng 2 tiếng. Nhưng thật sự thì bản thân họ cũng không rõ họ đang tìm cái gì. Vì mục tiêu của họ là thông tin, là thứ không rõ hình hài. Họ không biết thông tin đó được ghi chép lại trong giấy tờ hay được lưu trong đĩa mềm. Nghỉ một chút thôi, đau đầu quá. Junya nãy giờ ngồi bệt xuống sàn, lục từng ngăn kéo một. Anh đứng lên, xoay cổ như để kéo giãn cơ vai. Takuma, nghỉ chút thôi. Không có thời gian đâu. Vừa lật từng trang trong tệp hồ sơ, Takuma vừa nói, giọng hơi gay gắt. Kệ sách trước mặt anh ta có chứa mấy chục tệp hồ sơ. Junya thở dài nhìn Yusuke. Đằng đó sao rồi? Có tìm thấy thứ gì liên quan không? Yusuke đang tìm kiếm ở gần bàn làm việc. Anh ngồi xuống ghế,
uể oải lắc đầu. Không có gì cả. Tôi đã kiểm tra cả nội dung của các đĩa mềm, nhưng toàn những thứ không liên quan. Vậy à? Junja đứng khoanh tay, nhìn lên trần nhà. Trong khoảng không yên tĩnh lúc này, chỉ nghe mỗi tiếng lật hồ sơ của Takuma. 2 tiếng rồi mà chỉ tìm được 1/4 chỗ này. Để tìm hết đống còn lại thì chắc chắn phải đến sáng. Trời sáng thì không chừng sẽ có người đến. Mình giấu thi thể trước vậy? Yusuke đề xuất. Giấu xong thì mình có thể từ từ tìm kiếm. Khoảng 2 ngày thì chắc cũng sẽ tìm ra thôi. Không chắc mọi chuyện sẽ suôn sẻ vậy đâu. Không chừng việc hắn mất tích sẽ bị làm ầm lên. Cũng phải. Yusuke im lặng. Ngoài việc tìm ra thứ cần tìm thì không còn cách nào để thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Nhưng nhìn đống tài liệu khổng lồ, anh cảm thấy điều đó thật vô vọng. Xin lỗi mọi người, cũng tại tôi... Soko thều thào nói. Cô cũng giúp Takuma kiểm tra đống hồ sơ, nhưng do không tập trung nên tốc độ tìm kiếm chậm hơn Takuma rất nhiều. Đừng bận tâm, Yusuke nói. Hắn chết thì mình mới có thể yên tâm tìm kiếm như thế này chứ. Soko không có lỗi gì cả. Yusuke nói đúng. Takuma vừa nhìn tập hồ sơ vừa nói. Nhờ vậy mà Soko có vẻ yên tâm một chút. Cô nói. Cảm ơn. Sau đó lại một khoảng im lặng bao trùm lên 4 người. Có cách rồi. 3 người còn lại ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng Junya. Anh nghĩ ra cách gì à? Yusuke hỏi. Đến nước này rồi thì được ăn cả ngã về không vậy. Nghĩa là sao? Yusuke hỏi. Junya dang rộng 2 tay ra. Đốt hết cái nhà này cho xong. Làm vậy thì toàn bộ đống tài liệu này cũng sẽ biến mất khỏi thế giới này. Phóng hỏa ư? Yusuke bất giác mở to mắt. Tôi biết phóng hỏa không phải là chuyện chơi, và mình cũng cần phải đốt sạch sành sanh. Theo tôi đoán thì những biệt thự như thế này thường sẽ trữ sẵn 1-2 thùng dầu hỏa trong kho. Mình sẽ tưới dầu rồi châm lửa, như vậy thì thi thể cũng sẽ bị cháy rụi luôn. Được đó. Có vẻ ưng ý với đề xuất của Junya, Takuma quăng tập hồ sơ qua một bên. Đốt rụi thi thể rồi thì cũng không ai biết hắn đã bị giết. Xin lỗi vì đã làm cậu mất hứng, nhưng điều đó không thành đâu. Vì cho dù có cháy đen như thế nào, chỉ cần qua giám định pháp y bây giờ thì đều có thể tìm ra nguyên nhân cái chết một cách dễ dàng. Nhưng không cần quá thất vọng. Ta có thể cho cảnh sát thấy đây là tác phẩm của bọn trộm. Khi rời khỏi đây, ta sẽ đem theo những đồ đáng giá. Liệu có ổn không? Yusuke hình dung ra cách thức mọi việc sẽ diễn ra, rồi lên tiếng một cách bất an. Không có thời gian để suy tính ổn hay không ổn đâu. Cậu có cách nào khác không? Yusuke không trả lời được câu hỏi đó. Anh lắc đầu. Soko thì sao? Soko nhìn thẳng Junya trả lời. Tùy anh quyết định. Nhất trí rồi nhé. Junya vỗ tay. Bắt đầu thôi. Đúng như suy đoán của Junya, trong kho dưới hầm có khoảng 50 lít dầu hỏa. Takuma và Yusuke chia ra tưới quanh nhà. Sau đó, 2 người đem dầu vào chỗ xác chết và phòng làm việc tưới thật nhiều tại đây. Hôi quá. Soko vừa gỡ tranh ra khỏi khung vừa nói. Sau khi quan sát một hồi thì cả 4 người nhất trí tranh là thứ đáng giá nhất. Ngoài ra, so với những món đồ cổ khác, nó không cồng kềnh bằng. Junya lục quanh nhà thu thập tiền mặt, nhưng cũng chỉ được khoảng vài trăm ngàn yên. Sau đó, anh lái chiếc xe Pajero giấu trong khu rừng gần đó đến, chất tranh và tiền lên xe. Cũng may, ngôi biệt thự này nằm trong khu vực ít người đến vào thời điểm này, nên khó có khả năng họ bị ai đó nhìn thấy. Hơn nữa, các biệt thự tại đây nằm cách xa nhau khá xa. Ngôi biệt thự gần nhất cách đây cũng mấy chục mét. Giữa 2 ngôi biệt thự lại có trồng cây cối. Yusuke lo lắng, lửa có thể bén sang cây, nhưng lúc này anh đành phải nghĩ là không còn cách nào khác. Soko và Takuma ngồi ở ghế sau. Yusuke lo việc lái xe.
Tôi đi châm lửa đây. Cầm bật lửa trên tay, Junya nói. Khoan đã, để tôi. Soko xuống xe. Việc này nguy hiểm nên để tôi. Chính vì nguy hiểm nên để tôi chứ. Không, tôi muốn làm. Vì tôi là người đã làm phiền mọi người đến nông nỗi này. Làm ơn để tôi làm. Junya bối rối nhìn Yusuke, nhưng người lên tiếng là Takuma. Để cô ấy làm đi. Lời nói này đã giúp Junya đưa ra quyết định. Anh trao bật lửa cho Soko. Cẩn thận đó. Tôi biết rồi. Soko bật lửa thử một lần. Sau đó cô cầm nó đi về phía trong tòa biệt thự. Suzuki đặt tay lên bánh lái, giữ tư thế có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Anh cố nuốt nước miếng, nhưng cổ họng khô không khốc. Ba người cảm giác như một khoảng thời gian rất dài đã trôi qua. Ngồi ở ghế bên cạnh lái xe, Junya lẩm bẩm. Sao lâu quá vậy? Cùng lúc đó, cửa sổ ngôi biệt thự đột nhiên sáng lên. Cùng với tiếng lửa bùng, ánh sáng lan khắp ngôi nhà. Ngay sau đó, khói nhanh chóng bốc ra qua các khe hở cửa sổ. Soko! Yusuke bất giác la lên. Khi đó, Soko chạy ra từ cổng. Takuma mở cửa sau của xe ra. Soko nhảy vào xe. Cùng lúc đó, Yusuke nhấn ga. Ổn rồi. Soko nói vậy, rồi trả chiếc bật lửa cho Junya. Mặt mày cô tái mét. Yusuke tăng tốc độ xe. Đang nửa đêm và con đường này lại là đường núi, nhưng anh cứ không ngừng tăng thêm lực nhấn ga. Yusuke vừa nhìn cảnh ngôi biệt thự bắt đầu cháy qua kính chiếu hậu, vừa dùng hết sức bẻ bánh lái. Hết phần 2. Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm VOIZ và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé.